Sau 2 ngày thi 7 và 8 tháng 7, thí sinh đã hoàn thành các môn thi ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Các em sẽ có hơn 2 tuần nghỉ ngơi để chờ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 24 tháng 7, 2022. Việc xét công nhận thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất ngày 26 tháng 7, 2022. Với những thí sinh tham gia hình thức xét tuyển thẳng, các trường đại học hoàn thành công tác xét tuyển và thông báo kết quả cho thí sinh trước 17 giờ ngày 21 tháng 7.